người thấy không, nó nổ à. Nó có nhiều cái lợi ích nè. Thứ nhất là diệt muỗi, khi muỗi bay vô đây sẽ chết. Cái thứ hai, nó sửa mùi tanh, nó lọc không khí, nó tạo cái ozone. Cái Hi, mình xin chào tất cả mọi người. Đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái này rất là hay mọi người. Nhà mọi người của mình á có cái những quạt mũi này nè mà hư á, hay là nó bị yếu pin hay bị hư pin á, đừng nên dùng nha mọi người. Mình sẽ giữ lại nó, mình tận dụng, mình làm ra một cái mà nói chung là gọi là một cái máy đi, một cái phương thiết bị nó rất là có ích cho sức khỏe của mình nha, tốt cho gia đình mà mọi người nha mọi người. Đó, mình không nói nhiều lắm, hôm nay mình vấn đề mình có một người bạn chia sẻ là chỉ với mình cái cách này nha mọi người. Đó thì mình có một cái quạt mũi này nó bị hư, nói chung là nó bị hư pin, mình cũng mua đi chai được nha mọi người. Đó mình về mình chỉ chia sẻ cho mọi người, có nên giữ lại nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo ra, tiến hành đi làm tháo ra. Đây mình đã tháo ra cho mọi người. Đây là một cái cục pin của nó là mọi người. Đó, đây là cục pin của nó, bị hư pin rồi mình bỏ ra, mình chỉ cần bỏ pin thôi. Đây là mình cắt này nè, nó bị đứt luôn, mình cắt. Mình sẽ giữ lại cái chấu pin của nó nha mọi người, đánh dấu lại cái nào âm cái nào dương. Đây mình đánh dấu nha, cái cống này là cái chỗ mình đánh dấu chấm là dương nè. Đó. Để mình lấy ở đây á, nó có là một con tụ, nó có một cái công tắc mà mọi người. Bây giờ mình lợi dụng cái quạt mũi này, đúng không? Mình sẽ cấp điện cho nó, mình là làm một cái thiết bị nha mọi người. Trước nhất á, là mình cái quạt mũi thường nó không bao giờ nó hư đâu mọi người ơi, đa số là nó bị hư pin là nhiều. Bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn điện trực tiếp ở đây cho nó chạy xuyên suốt luôn, chạy thường xuyên luôn, không bị ngắn đoạn của nó. Bây giờ nó có công tắc của nó nè mọi người, thấy không? Công tắc này của nó là giờ mình sẽ hàn cho hai công tắc này cho nó chập lại nhau, là khi mình cấp nguồn điện vô á là nó sẽ trực tiếp luôn. Bây giờ ta bắt đầu hàn lại nha mọi người. Cái chỗ này nó hơi xa, nó hơi khó lắm mọi người. Đó, cuối cùng mình đã hàn xong rồi mọi người ạ. Bây giờ mình không cần bấm cái này, đúng rồi, tự động nó cũng, mình có cấp nguồn điện vô nó sẽ thì nó sẽ chạy mọi người ạ. Mình kết hợp với cái, không phải riêng một cái mà cái quạt mũi này mà mình làm được thiết bị đó mọi người. Mình kết hợp với cái cục máy tính này, cục nguồn máy tính này người. Mọi người ra tiệm ve chai á, mua rất là rẻ, chỉ có 50.000, từ 50.000 đổ lại một cái thôi mọi người. Nói chung là người ta hầu như cái này là mình mua về là 99% là mà còn sống hết nha. Tại vì người ta lên mấy nâng cấp máy tính đó, người ta bỏ đi, người ta mua cái mới, bỏ nguồn ra, cái nguồn còn sống nha mọi người. Nó có nhiều lại mất nguồn, nói chung là thiết bị này đa năng nha mọi người. Đó, bây giờ mình tạm thời mình hàn này xong rồi mình cho này một bên nha mọi người. Mình đi đến cái này thì mọi người mua cái này trong tiệm ve chai rất là rẻ. Đó, bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó chạy. Đây nó ra rất nhiều cái mất nguồn nha mọi người. Mình khi để khởi động cái nguồn này á là không phải là mình cắm nguồn vô là nó sẽ chạy đâu nha mọi người. Chắc ở đây thì mình chia sẻ là những anh em nào biết đấu cái nguồn này thôi nha, còn đây là mình chia sẻ cho những người nào chưa biết đấu cái nguồn lại, cho mốt cái nguồn này cho nó chạy mọi người. Đó, ra nguồn á thì trên một chùm dây nè mình cắt bớt rồi, nó có sẽ có rất nhiều dây, thì mọi người sẽ kiếm cho mình một cái dây màu đen. Dây màu đen là tượng trưng là nguồn điện âm nha mọi người, và một cái dây màu xanh lá. Thì trong cái tất cả các loại nguồn này nè, nó sẽ đều có một cái sợi dây màu xanh lá nha. Cái sợi dây màu xanh lá này đó là mình nói chung với sợi dây đen này là cho nó khởi động nguồn nha mọi người, cho nó quay cái quạt này nè. Đó, mình cho nó không khỏi được, cho nó quay cái quạt. Mọi người kiếm cho mình một sợi cam đó với lại một sợi dây đen, mình đấu vô cái quạt này nha mọi người. Đó, mình sẽ đấu vô cái quạt này, nó sẽ tạo ra một thiết bị rất là tốt, hơn 100 lần cái này mọi người, tốt sức khỏe của mình đó nha. Thì là thay vì hai cái này là bỏ đi, nhưng mà mình biết tận dụng nó, mình biến hai cái này thành đồ có ích cho sức khỏe của mình. Đây bây giờ mình sẽ đấu vô đây, mình nói cho mọi người nha. Đây mình có cái nguồn đấu vô, bây giờ mình tiến hành mình đo nha mọi người. Cái cộng dây cam á, là cộng dây là nguồn 3 bên 3 nha mọi người. Đây mọi người thấy không, đó 3 bên 4 là cái nguyên lý hoạt động của nó nha mọi người. Nguyên lý hoạt động của nó đó là khi cái nguồn này á, cái nguồn nó vô đây á, thì cái này sẽ tăng áp lên. Này là nguồn tăng áp lên để mà nó có cái tụ biến áp thật cao, làm biến áp cao thế mọi người. Nó làm cái viết mấy mũi này, nó làm để mình làm cho mọi người thấy. Bây giờ mình tiến hành mình hàn cái dây này vô. Đó. Sau khi mà mình đã hàn hai sợi dây này lại mọi người, đó, đen vô dây âm, còn dây cam vô dây dương, mình sẽ được một thiết bị lọc ozone nha mọi người, lọc oxy, nói chung là khử mùi tanh. Trong cái thiết bị này á, là bán ngoài thị trường rất là mắc nha mọi người. Nếu mà thành phẩm của nó rất là mắc, nó giá cao lắm, vài triệu đến cái chục triệu nha mọi người. Ở đây là mình tận dụng những cái đồ ve chai, những đồ hư có sẵn, lại mình mua từ ve chai, mình về mình chế ra một thiết bị nó có rất là tốt cho sức khỏe mình. Ozone là lọc ozone không khí gì nữa, chung mà khử mùi tanh, nhất là khử mùi tanh, khử 90% mùi tanh nha mọi người. Nó mình để trong toilet rồi á, rất là ok. Bây giờ mình sẽ mở lên cho mình coi nè. Nó sẽ quay mọi người coi nè, nó sẽ vô. Bây giờ nó đây là truyền hết nè, đó mọi người thấy chưa. Đó, đó, đó mọi người thấy không, nó nổ nè. Đó, khi dòng điện nó truyền qua đây, nó sẽ làm mấy cái này. Thay vì mình phải bấm công tắc này nè mọi người, từng cái mình diệt muỗi. Nó có nhiều cái lợi ích nè. Thứ nhất là diệt muỗi, khi muỗi bay vô đây sẽ chết. Cái thứ hai, nó khử mùi tanh, lọc không khí, nó tạo cái ozone, cái mùi cái không khí này là khi mọi người á, mà ở nơi yên tĩnh á, mọi người sẽ thấy nó những cái ion điện á, nó phóng ra, điện tích điện phóng ra nghe ù ù ù nha mọi người. Và nó sẽ có một cái mùi rất là tanh, nói chung là cái mùi nó hắc tanh á, của cái khí ozone, của khí ion nha mọi người. Chung là rất là tốt. Đó, mình đã làm xong cái thiết bị này. Bây giờ đơn giản thôi. Tại sao mình để những cái như vậy? Tại vì nó sẽ qua nó có cái quạt này rất là lợi hại nha mọi người. Khi mình để như vậy không á, là cái không khí nó không có lưu thông được, nó chỉ trong khu vực này thôi. Khi mình có cái quạt này á, là nó sẽ hút không khí, nó sẽ thổi không khí đi qua cái màng lọc này của cái vật này sẽ tạo cái ion nhiều hơn, lập mùi, khử mùi nhiều hơn mọi người. Nói chung là nhiều hơn do cái quạt này nè. Đó, giờ đơn giản thôi, bây giờ mình chung là mình không khéo tay. Thì mình làm một cái demo cho mọi người làm để mọi người có ý tưởng để mọi người làm ra, thì mình để trong toilet hay nơi nào có mùi đó, mình sẽ khử để 1 tiếng 2 tiếng thôi, mình cắm điện mình khử, đơn giản mọi người. Đây đó, sau khi mình đã hoàn thiện xong á, mình cũng đi bể mình cũng keo cho chắc nha mọi người. Thì đó, mọi người hoàn thiện xong gắn hết vỏ vô thì mọi người úp lại nha mọi người. Đó, úp lại cho cái không khí nè, nó thổi, nó hút không khí từ đây, nó thổi, nó sẽ đi ngang qua, sẽ đi qua cái quạt này, rồi nó sẽ lọc cái không khí nhiều hơn. Mình kiếm 2 sợi rút đó mọi người, mình rút đây lại, nó mình rút lại chắc chắn rồi mình kiếm một cái ổ cắm, rồi mình đem toilet chỗ nào cao ráo sạch sẽ mát cái mình để, rồi mình để 1 tiếng 2 tiếng mình cho lọc không khí, vậy ông rất tốt nha mọi người. Đó, mình đã làm demo cho mọi người xem cái thiết bị lọc không khí, tạo ozone, khử mùi tanh hôi trong toilet và tốt sức khỏe của mọi người, từ những cái đồ vật, thiết bị dây chai bỏ đi, từ những cái vật mũi mà bị hư mình tận dụng lại, và cái cụm nguồn máy vi tính mua từ vừa dây chai mọi người, chỉ có vài chục ngàn thôi, và một tốn công là một chút xíu thôi, mình sẽ có một cái thiết bị rất là xịn sò nha mọi người. Đó, gần như ngang bằng những thiết bị mình mua 9-10 triệu ngoài thị trường luôn á. Chung là đây là mình làm dân giả thôi mọi người, thông cảm, mình không có làm đẹp, tại vì mình chỉ làm cho không có năng khiếu, mình chỉ làm để mua cho mọi người xem thôi. Nếu mà ai có năng khiếu thì làm đẹp hơn nha mọi người. Đó, đây cái cuối cùng, đây sản phẩm cuối cùng của mình đây. Đó, mình cho mọi người xem kỹ một lần nữa. Đó, và mình xin dừng video ở đây mọi người. Mọi người thấy cái này video mình hay bổ ích, hãy ủng hộ mình 1 like, 1 đăng ký kênh, 1 chia sẻ để mình có động lực làm những video mới nha mọi người. Mọi người hãy lên làm một cái cho mình đi, để bỏ toilet hay bỏ đó, nó khử mùi hôi tanh trong nhà mình, trong toilet, và nhất là lọc không khí. Thứ hai, nếu có thêm một cái bóng đèn tím nữa thì sẽ nó lọc, nó sẽ diệt mũi rất tốt nha mọi người. Đó, mình xin dừng video ở đây nha mọi người. Mình chúc mọi người có một sức khỏe tốt nha mọi người. Bye bye.